Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan phát thanh truyền thanh truyền hình toàn tỉnh là hoạt động được Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tổ chức hàng năm, là dịp để đội ngũ những người làm báo hình, báo nói từ tỉnh đến cơ sở học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, qua đó nhằm nâng cao công tác chuyên môn, có phần tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước tới các tầng lớp nhân dân. Để chuẩn bị cho kỳ liên hoan lần này, các đơn vị đã chuẩn bị nhiều đề tài hay, cách nhìn mới để mang đến những tác phẩm chất lượng nhất. Ngay từ khi nhận được công văn triển khai liên hoan phát thanh, truyền thanh, truyền hình của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên, các phóng viên của Đài Truyền Thanh huyện Văn Giang đã chủ động lựa chọn nhiều đề tài hay và nánh đúng tình hình của địa phương để thực hiện các tác phẩm dự thi. Chủ đề xuyên suốt trong kỳ liên hoan mà Đài Truyền Thanh huyện Văn Giang mang đến kỳ liên hoan lần này chính là cái quá trình Văn Giang thực hiện cái phong trào xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó thì là cái việc mà khái quát lên những cái nét chủ yếu của Văn Giang sau 20 năm huyện nhà được tái lập. Đặc biệt, kỳ liên hoan năm nay có sự đổi mới khi ban tổ chức đã có thêm phần thi phát thanh trực tiếp đối với các đài cơ sở, tạo điều kiện cho các phóng viên có thể trao đổi kinh nghiệm, học hỏi các kỹ năng khi làm chương trình trực tiếp. Tại các đài truyền thanh của các xã trên địa bàn tỉnh, mặc dù phải kiêm nghiệm rất nhiều công việc nhưng vẫn cố gắng mang đến liên hoan những tác phẩm mang màu sắc hơi thở cuộc sống của địa phương mình nhận được công văn của đài truyền thanh thị xã cũng như đài truyền hình tỉnh thì chúng tôi đã khắc phục những khó khăn xây dựng những tác phẩm đi sâu đi sát với cuộc sống của nhân dân. Tại đài phát thanh và truyền hình tỉnh, không khí tham gia cũng rất sôi nổi. Nhiều phóng viên trẻ đã mạnh dạn tham dự nhiều tác phẩm ở nhiều thể loại như phóng sự phát thanh, phóng sự dài truyền hình và phóng sự ngắn truyền hình. Tin tưởng rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng các phóng viên sẽ mang đến kỳ liên hoan năm nay những tác phẩm có chất lượng tốt nhất phản ánh đúng hơi thở của cuộc sống